Hòa thượng Thích Không Tắn, Cộng sản làm tha hóa Phật giáo. Chuyên mục phỏng vấn của Diễn đàn Thế kỷ về đề tài Phật giáo đã bị chính trị hóa, thương mại hóa, dẫn đến biến chất, biến tướng ra sao? Và hậu quả của điều đó trong đời sống văn hóa xã hội Việt Nam hiện nay. Cuộc phỏng vấn được thực hiện với Hòa thượng Thích Không Tắn, Phó Viện trưởng Hội đồng Điều hành của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đồng Chủ tịch Hội đồng Liên tôn Việt Nam, đồng Chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam, trụ trì Chùa Liên Trì ở quận 2, Sài Gòn. Ngày 8 tháng 9 năm 2016, Chùa Liên Trì đã bị nhà nước cưỡng chế, san bằng, phá bỏ mà không bồi hoàn thỏa đáng. Bản thân Hòa thượng Thích Không Tắn từ năm 1977 đến nay đã bị nhà nước Cộng sản giam cầm 3 lần, tổng cộng 15 năm tù. Thưa Hòa thượng, Phật giáo ở Việt Nam có sự dung hợp với tín ngưỡng bản địa hay nói cách khác, các loại tín ngưỡng dân gian, ví dụ người Việt đưa các vị thần, thánh, mẫu, thần hoàng, thổ, địa, anh hùng dân tộc vào thờ trong chùa, đặc biệt là thờ mẫu mẹ ở các đền phủ người Việt cũng có tục thờ cúng tổ tiên. Bên cạnh đó, Phật giáo ở Việt Nam có sự hòa hợp giữa Phật giáo với Công lão. Trong thực tế đó nói lên điều gì về Phật giáo ở Việt Nam cũng như đời sống tín ngưỡng của phần lớn người dân Việt? Tích cực dễ hòa hợp, tiêu cực pha tạp, dễ đi vào mê tín dị đoan. Hòa thượng Thích Không Tắn, Phật giáo với tinh thần xuất thế, lấy việc giải thoát, giác ngộ làm nền tảng, vốn dĩ không mê tín dị đoan như thờ sơn thần, thổ địa, bình vôi, ông táo, trời thần, quỷ vật, nhưng vì phương tiện hóa độ nên Phật giáo thì thiết năm thừa nhận thiên thanh văn duyên giác Bồ Tát để thích nghi với căn cơ trình độ cao thấp khác nhau của tín đồ Phật tử, sử dụng hòa và kết hợp hòa thích nghi với căn cơ trình độ cao thấp khác nhau của tín đồ Phật tử, sử dụng hòa và kết hợp nhuyễn nhuyễn của đạo Phật với các yếu tố văn hóa bản địa, tín ngưỡng dân gian, khiến đạo Phật trở nên thân thuộc và không tách rời với văn hóa dân tộc. Mái chùa che chở vốn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông Mãn Giác Thiền Sư. Tuy nhiên, hiện tại tình hình mê tín dị đoan ở Việt Nam rất là nặng nề. Thế nào là mê tín, thế nào là chánh tín? Tín là một sự tin tưởng, là tín ngưỡng, nhưng khi tất cả những cái gì không có cụ thể, không được chứng nghiệm nắm bắt bằng chánh tín trí tuệ, không được chứng minh bằng khoa học mà vẫn cứ tin tưởng một cách mù quáng là mê tín. Đúng về mặt tôn giáo, từ xưa căn bản con người ta vốn sợ hãi trước các hiện tượng thiên nhiên của vũ trụ. Lúc bấy giờ họ thờ cả thần, sấm, chớp, mưa lửa. Người Việt cũng có thờ thủy thần, sơn thần, hà bá. Trong khi đó, đối với Phật giáo thì phải trải qua một quá trình thực chứng tư nghiệm, và khi mình chứng thực được cái gì đó là đúng, là có ích lợi thiết thực thì chúng ta mới tin tưởng. Như Đức Phật cũng nói, tin ta mà không hiểu ta là phi bản ta. Căn bản của đạo Phật là rất thực nghiệm, tích cực, khoa học, văn minh, chứ không phải tin mù quáng. Những giá trị của Phật giáo ngày hôm nay
là nhờ những bậc chân tu thiền sư tư chúng, chúng đắc thành tựu rõ ràng. Thưa, có người nói sự ảnh hưởng của đạo Phật ở Việt Nam chỉ ở mức độ tín ngưỡng chứ không phải là ở mức độ triết lý, triết học, thì điều đó có đúng không và nguyên nhân tại sao? Hòa thượng Thích Khổng Tắn vì Việt Nam bị 1.000 năm đô hộ nên nền văn hóa có phần xen lẫn pha trộn, nhất là bị ảnh hưởng văn hóa Khổng Lão của Trung Hoa. Trong 1.000 năm bị đô hộ bởi văn hóa phương Bắc, nền văn hóa nước nhà nói chung và văn hóa Phật giáo nói riêng bị co cụm nổi chìm theo vận nước, có thể tạm gọi đạo Phật Việt Nam trong thời kỳ này chỉ đạt một tín ngưỡng thì cũng không sai. Tuy nhiên, đến thời kỳ Lý Trần, khi nước nhà giành được độc lập với tinh thần tự chủ tự cường, đạo Phật lại phát triển lên một tầm cao mới, đáp ứng được giới trí thức trong xã hội, một đạo Phật mang đầy âm hương, âm hưởng của triết lý và thiền học. Vạn hạnh thiền sư Trần Nhân Tông hay Tuệ Trung Thượng Sĩ và những bậc anh tài Phật giáo khác đã có công lớn trong việc định hình Phật giáo theo hướng học thuật, đáp ứng được sự thưởng ngoan Phật giáo của tầng lớp trí thức. Đây là thời kỳ vàng son của Phật giáo nước nhà. Do đó, nếu nói Phật giáo Việt Nam chỉ ở mức tín ngưỡng thì chưa đúng hẳn, mà Phật giáo còn bao hàm cả triết học và thiên học của nó. Chúng ta biết chủ nghĩa cộng sản là một thứ chủ nghĩa vô thần, hay nói cụ thể hơn là chủ nghĩa tam vô, vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo. Trước đây, những người cộng sản ở Việt Nam còn tiến hành phá đền, chùa, thiêu hủy kính sách, không thắp nhang trên bàn thờ ông bà. Nhưng bây giờ thì chính họ, các quan chức từ trên xuống dưới lại rất siêng đi chùa cầu may, phóng sinh v.v. Đa số dân chúng nữa cũng rất siêng đi chùa, đền rất siêng cúng bái cầu may, tin vào đồ thú. Hiện tượng đó phản ánh điều gì về xã hội Việt Nam hiện tại? Hòa thượng Thích Khổng Tắn, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa Mác Lê là một thứ chủ nghĩa duy vật, vô thần, độc đoán, vô luân. Các nước có đảng cộng sản lãnh đạo đều như vậy. Cho nên trong xã hội bây giờ, tất cả những vấn đề về tâm linh, thiện ác, đạo đức, nhân quả, người cộng sản họ không tôn trọng. Ngày nay thế giới người ta cũng đã lên án chủ nghĩa cộng sản phạm tội ác chống nhân loại. Nhưng ở Việt Nam bây giờ, người ta lại siêng đi chùa cầu khấn cúng bái. Chẳng qua trong xã hội, cái ý thức hệ chính trị đó không đáp ứng được nhu cầu của đời sống xã hội. Chính vì vậy, con người ta lại quay lại với thời xa xưa, bởi vì người ta không tin tưởng vào chế độ, vào chính quyền nữa. Như chúng ta thấy ở Việt Nam, nào từ đây đàn áp dân oan, mất nhà mất cửa, bao nhiêu tài ương khổ nạn lúc nào cũng vây quanh ập lên đầu, mà con người ta thì không có đủ khả năng để đối kháng lại thế lực bạo lực chính trị. Con người trở thành nhỏ bé, trở thành mê tín, vái lại cầu khẩn thần linh cho mình được bình yên, tai qua nạn khỏi, dù biết rằng